làm một phát siêu đẳng cấp liều luôn nhá. Mình muốn nó thật là siêu khỏe rồi. Hello bạn, bạn nhìn thấy không? Đấy, một cái này thì rất chi là cũ luôn bạn ạ. Cũ thậm chí là còn ở đây còn có một cái chỗ đây nữa này. Bạn thấy không? Nó đang bị cháy đó. Và đây cái này rất chi là siêu bản luôn. Trong này có nhũa lắm, 6 đóng liền. Mình sẽ cố gắng tháo ra một cách có thể là nhanh nhất trong các loại luôn đấy nha. Sẽ tháo vô cùng siêu nhanh luôn. Bởi vì mình chỉ vặn 2 phát thôi là xong. Dễ. Nhưng mà tại sao nó vẫn không ra nhỉ? Hết tất cả rồi đó. Còn vướng cái gì nữa đâu mà không ra. Làm ơn đi. Làm ơn ra được nào. Dễ. Tại vì ở đây á, ở đây bị cháy mà. Cháy thì đương nhiên nó phải dính các bạn nhỉ. Ôi, thật là một sự gọi là thất vọng vô cùng tận rồi đó. Mình không thể làm gì được nổi nữa rồi. Thế này thì làm sao? Không ngờ nó lại cháy đúng một cái chỗ này. Thế là điện áp cao quá đây. Cháy đúng một chỗ này chứ. Nhưng mà có thể mình vẫn lấy được cái này bạn này. Còn cái pin này thì liệu có còn được không hay không nhỉ? Đầu tiên á, mình sẽ cái này này. Ôi trời ơi, sao nó lại tệ như thế này ta? Cái bộ nắn cầu này có thể vẫn đang dùng được đó. Đầu tiên mình sẽ câu lại cái dây này, chính là cái rắc ra nguồn nha. Đây chính là cái nguồn. Mình sẽ câu lại cho nó đỡ bị rụng bị đứt đó. Dây nó rất là mong manh. Đấy, mình câu lại một dây nha. Cái đầu này bị đứt rồi. Đây mình kiếm một cái sợi dây khác mình câu vào. Thì bạn nhìn đây. Đây chính là hai cái đầu tụ của cái con này này. Hai cái đầu tụ nó. Đây một cái chỗ này, cái ô riêng lẻ này. Chả dính gì với ai hết. Thì bạn sẽ câu một đầu điện nữa vào đây này. Bây giờ mình đã hàn được hai cái dây ra là tương đối là bền bỉ hơn rồi nhá. Vì bây giờ nó đen xì thế này. Nó ra đây này. Đây cái dây điện đang còn này đúng không? Đầu còn lại này, chắc chắn nó nằm phía bên này. Đây rồi, đây có dây điện rồi. Đây này, bạn thấy không? Đấy, rõ ràng là bạn đã nhìn thấy cái đầu của cái âm của quy này. Mình cắt ra khỏi cái bình như này. Đấy, cắt ra. Bây giờ mình sẽ cắm điện nha. Đây mình để rất xa xôi nha. Cắm điện lưới vào để thử. Đây là chính là hai cái đầu vào của nó này. Bạn hiểu không? Đấy. Rồi, để như này ngay ngắn và rất là tơ hờ luôn. Mình đã cắm điện rồi đó bạn ạ. Và bây giờ mình sẽ đo điện ở đây. Có điện không? Vì ở đây không có tụ bạn. Sao nó beng leng như thế này ta? Không có điện hay không? Cắm. Có điện bạn. Bạn chờ mình tí nhé. Rồi bây giờ mình vừa mới kiếm được một con tụ 2US. Đó là chính là tụ quạt đó bạn. Mình sẽ hàn nó vào đây bạn này. Ngay vào hai cái đầu mà nó bị đứt này. Sẽ hàn xuống dưới đây này cho nó dễ này. Đấy. Mình sẽ cắm điện nhé bạn nhé. Cắm điện. Có vấn đề gì không ta? Sao lên thấp vậy ta? Bạn nhìn thấy đồng hồ đó. Đó đồng hồ đó. Điện rất là chỉ là thấp mà lại còn cứ chập chọe. Hello bạn. Tình hình là như sau. Nếu mình lắp vào một cái bóng đèn led đúng không bạn? Sửa được hay sửa thì được. Không được thì cũng không phải là một cái kỳ tích gì. Đây là một cái bóng hỏng này bạn này. Và giả sử như bây giờ mình lại sẽ lấy một cái bóng hỏng khác. Nó khủng hơn này. Đây chính là cái ở trong bóng đèn led mình tháo này nha. Mình sẽ đấu một đầu nó vào. Cái này ngắn quá bạn ạ. Cái này ngắn quá. Thế nên mình sẽ cắt cái này đi. Bởi vì cái này từ đây lại đây cũng là một luôn này. Mình sẽ đấu vào này. Rồi bây giờ mình cứ để như vậy mà cắm điện nha bạn nha. Vậy thôi. Sáng được hay không sáng thì chuyển phương án 2 nhé bạn. Không sáng bạn. Nó kêu chụp chuyện nhưng mà nó không sáng. Lô bạn, mình vừa mới kéo được. Đây này. Hai cái này nó cũng nằm ở trong cái đèn pin đấy bạn ạ. Đèn pin quạt đấy. Nhưng mà led ở đây chỉ 4V thôi. 4-5V gì đó. Bây giờ mình sẽ cắt cái này ra.
Bởi vì mỗi cái sợi dây của nó là nó hai con này nó đây. Đây bạn thấy không? Dính với nhau. Mình cắt nó ra. Rồi bây giờ mình sẽ đấu. Mình sẽ chuyển sang phương án là dùng vượt mũi bạn ạ. Bởi vì cái mạch kia nó cháy chết rồi. Mình không muốn sửa. Và khi tháo vượt mũi ra bạn sẽ có một cái mạch như thế này. Ở trong vượt mũi. Trong một mũi bạn tháo ra rồi á, bạn sẽ cắt lên đây. Đây này. Đây là hai cái đường chạy ra, chạy ra pin nhé. Thì bạn để cho nó thành cái đầu ra. Một cái đầu vào thì các bạn cũng giữ nguyên. Thì nó sẽ là như thế này. Bạn hiểu không? Như thế này. Tiếp theo mình sẽ lấy một con tụ lúc nãy nhá, tụ quạt. Và mình sẽ đấu hai đầu ở đây. Đây mình sẽ là làm một phát siêu đẳng cấp liều luôn nhá. Một phát đây mà mình không tháo con tụ này ra nữa. Mình muốn nó thật là siêu khỏe vào. Đấy. Đấy chưa? Đây này. Đấy, gọi là siêu đẳng cấp và không còn không ấy nữa nhá. Rồi cái bóng này chỉ gọi là bóng 5V thôi. Chứ không có nhiều đâu. Mà đứt cái dây rồi bây giờ mình sẽ hàn nó vào đây này. Hàn cái đầu nó vào đây. Thì mình cứ hàn tù mù vào đây nhé. Sau đó mình sẽ đảo sau. Và đây là sợi, nó là hai sợi. Rồi, ok. Rồi bây giờ cái mạch nó là ở đây. Rồi xem lại liệu có chạy hay không. Vấn đề là rất là hồi hộp luôn. Có thể là nó sơi luôn cả cái bóng, nó sơi luôn cả cái bóng led các bạn ạ. Bởi vì đây này, đây cái này nữa thành gần 3 UF, 3 microfarad. Bạn nhìn như thế này dễ hiểu này. Đây là chính cái dây điện vào của vượt mũi vẫn đang giữ nguyên nhá, không thay đổi. Còn đây là hai cái đầu chạy ra pin này, còn giữa hai cái đầu tụ bạn thêm con tụ quạt vào đây là xong. Bây giờ bạn kiếm cho mình hai con điện trở 1K, hai con nối lại nha, hai con nối song song, mỗi con 1K. Rồi bây giờ mình sẽ đấu vào đầu này, đầu điện ra của xương, bạn hiểu chưa? Bây giờ mình sẽ đấu tạm nó vào đây xem có sáng hay không. Được chưa? Như vậy ạ. Đầu còn lại đấu vào đây đấy, để xem có sáng hay không nữa chứ, nó là vấn đề đúng không? Đâu phải dễ đâu. Rồi bây giờ sẽ là công việc tiến hành cắm điện. Đấy, cái ổ chưa? Cắm điện vào đây. Đấy, dê. Ôi trời ơi, con điện trở yếu quá. Mình phải kiếm con điện trở khác, con điện trở siêu khỏe mà. Đây, mình kiếm được hai con điện trở này tương đối là khá là to luôn. Hơi to một chút. Nhưng mà chưa phải là to lắm đâu bạn ạ. Sau đó mình sẽ đấu vào đây nha. Hai con nối lại là được 520 ohm luôn. Đúng chuẩn luôn. Ra đây là nối như này. Và nó sẽ sáng thôi, chắc là không vấn đề gì. Đúng giật đấy nha. Xê! Một ánh sáng thật là siêu xanh. Ánh sáng siêu xanh luôn đó bạn ạ. Bạn nhìn không? Ánh sáng siêu xanh led luôn. Thấy chưa? Và điện trở thì vẫn không sao. Bởi vì con này đã đủ khỏe rồi đó bạn. Bạn phải dùng con điện trở khỏe hơn nữa đi thì nó sẽ không nóng. Ok.